Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Dù gặp sự phản đối kịch liệt của bà Huệ và Cà Na, nhưng Sậy với thủ đoạn mánh khóe của mình gây sức ép, buộc cả hai phải di rời. Giờ việc tiếp theo Sậy phải đối mặt là làm rõ hồn ma của bà Sương để trấn an lòng dân, cũng như thuận lợi trong việc đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng. Và rồi Sậy phát hiện bí mật động trời. Chẳng có hồn ma bóng quế nào ở đây, mà là trò giả ma giả quỷ của đám cơ, hòng khiến người dân không dám bén mảng tới, để bọn chúng dễ dàng trong việc tập kết và buôn bán hàng cấm. Với sự liều lĩnh của cơ, hắn có để yên cho Sậy hay không? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Sậy đúng là bản sao của ông Thiên, lạnh lùng, dứt khoát, làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng để đạt được ý đồ của mình. Nhưng không thể phủ nhận, Sậy là chàng trai thông minh, có con mắt nhìn xa trông rộng, lại rất biết thao túng tâm lý của người khác. Việc trở về Cù Lao, xây dựng khu nghỉ dưỡng, bên ngoài là muốn tốt cho quê hương, nhưng thực chất, đây sẽ là bước ngoặt giúp chàng Thiên ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thương trường, giúp Sậy ghi điểm hơn trong mắt hội đồng quản trị. Và một lý do đặc biệt khác, Sậy đang muốn trả thù mẹ ruột của anh, khi nghĩ rằng chính bà Huệ năm xưa nhẫn tâm ruồng bỏ anh. Với sự khôn khéo của mình, nhân danh từ thiện, Sậy giúp xây dựng một cây cầu nối liền miền Cù Lao với thế giới tấp nập bên ngoài, không quên hứa hẹn sẽ chi trả mặt bằng xứng đáng. Hầu hết, tất cả bà con đều ủng hộ nhiệt tình, còn dành nhiều lời khen có cánh cho Sậy. Nhưng Sậy đã lường trước được kịch bản, bà Huệ sẽ ra sức phản đối, vì đây là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi cha ông khai hoang, và Quyên cũng không muốn rời đi. Vì có hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ trở về. Nhưng một Sậy lắm mưu nhiều kế, lại hiểu rất rõ bà Huệ và Quyên. Chỉ trong thời gian ngắn, anh khiến cả hai ngoan ngoãn nhượng bộ. Sậy càng thấy hả hê vui mừng khi mọi việc đều diễn ra đúng với kế hoạch. Thì trợ lý của anh xuất hiện, giọng lo lắng. Sếp à, còn một vấn đề nghiêm trọng nha. Sậy đanh giọng. Có gì? Cậu nói đi. Trợ lý đáp. Khu đất ở nhà bà Sương. Nghe người dân đồn là bà Sương bị giết hại, nên không siêu thoát, thường xuyên xuất hiện, khiến ai nấy đều sợ hãi. Em chỉ sợ sau này, khu nghỉ dưỡng xây dựng xong, sẽ khiến du khách không dám tới. Sậy cau mày. Trên đời này, tôi không tin có chuyện ma quỷ, nhưng cậu nói đúng, nếu không tìm ra ai là kẻ đứng đằng sau giở trò, sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng ta. Mấy người Sậy cứ đi tìm hiểu, đều sợ vãi linh hồn. Khi thấy một bóng người phụ nữ xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt, với tiếng khóc thảm thiết, ai oán, họ không dám tiếp tục nhiệm vụ, khiến Sậy tức giận. Có chút việc còn con đó, làm cũng không xong. Bọn chúng ấp úng, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không dám làm đâu. Sậy tự nhủ, muốn bắt được cọp, buộc phải vào hang, giờ anh phải đích thân ra tay. Vốn là người làm việc cẩn trọng, Sậy tìm hiểu khu vực quanh đó. Thời gian mà bóng ma đó hay xuất hiện, thì anh phát hiện ra, nhà bà Sương thường là nơi tụ tập của mấy tên có số má trong làng. Anh theo dõi mọi nhất cử nhất động. Khi đúng nửa đêm, thấy bóng ma xuất hiện, anh lấy hết dũng khí đi theo. Rốt cuộc là ma thật hay ma giả? Và rồi anh thấy một người đàn ông, cởi bỏ bộ tóc giả, cởi bỏ bộ trang phục. Anh nhanh tay lấy điện thoại ghi lại, để làm bằng chứng. Anh thở phào. Lần này, mọi việc xem như được giải quyết ổn thỏa. Bà, con sẽ không khiến bà thất vọng đâu. Con sẽ từng bước có được Tràng Thiên lẫn Hưng Phát. Con sẽ khiến những kẻ từng hành hạ, chà đạp con, phải trả giá thật đắt. Trước khi tung hô chuyện ma quỷ, Sậy tìm hiểu thì biết đó chính là Đức. Anh chủ động hẹn gặp Đức, giọng tự tin. Chắc anh cũng biết, mấy năm qua, dân làng ai cũng tin vào chuyện hồn ma của bà Sương. Không biết anh nghĩ sao? Bị hỏi câu hóc búa, Đức có phần bối rối, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời. Chuyện từ xưa tới nay rồi, ai chẳng biết. Sậy nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cứng rắn. Tôi nghĩ tôi có cái này muốn cho anh xem. Rồi Sậy mở hình ảnh sắc nét ghi lại toàn cảnh giả ma của Đức. Hắn cứng họng, giọng lý nhí. Làm sao anh có được cái này? Sậy chỉnh lại chiếc vest sang trọng của mình, giở giọng của người cửa trên. Nếu anh không nói toàn bộ sự thật, tại sao lại làm vậy? Tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng lên công an. Chắc tội không nhẹ đâu. Rồi người dân phát hiện ra. Anh nghĩ họ có để yên cho anh không? Đức lạnh sống lưng, sợ hãi, quỳ sụp dưới chân Sậy,
Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy anh. Tôi còn mẹ già, còn vợ con nheo nhóc ở nhà. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì họ biết trông cậy vào ai? Tôi xin anh đấy, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Đức nói vậy thôi, nhưng hắn cũng hiểu rõ thật ra mục đích của việc giả hồn ma bà Sương vì muốn không ai dám tới gần đó, để bọn chúng biến nhà bà Sương thành nơi tập kết, buôn bán hàng cấm. Người đứng đầu trong đường dây này chính là Cơ, kẻ luôn đóng giả say xỉn, đánh đập vợ con, hòng che mắt thiên hạ. Nếu chuyện này bại lộ, chắc chắn Cơ sẽ không tha cho Đức. Trong lúc Đức đang thất thần, Sậy lên tiếng, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại làm vậy? Đức lấp liếm, thì anh cũng biết, chúng tôi hay tụ tập nhậu nhẹt, đánh bài, sợ mọi người chú ý, nên tôi nghĩ ra hạ sách, nhát mà nhát quỷ. Sậy nắm lấy cổ áo Đức, vậy anh phải làm cho người dân biết, đó chỉ là một trò đùa, để không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng tôi. Đức ngoan ngoãn, chỉ cần anh tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Bài toán về hồn ma của bà Sương coi như đã được giải xong, nhưng Sậy tinh ý nhận ra ánh mắt lấm lét, giả dối của Đức. Có lẽ vẫn còn bí mật gì đằng sau. Sậy âm thầm đi theo Đức, thì thấy hắn tìm gặp Cơ. Đức hoảng hốt, anh Cơ ơi, chuyện hồn ma bà Sương bị bại lộ rồi, là tên phó tổng của tập đoàn Trang Thiên. Cô tức giận, nghiến răng quát, mẹ kiếp, mày làm ăn kiểu gì mà để nó phát hiện ra? Đức thành minh, anh cũng biết, em là người cẩn thận thế nào, bao năm qua có sao đâu, mà thằng đó bản lĩnh thế nào anh cũng biết rồi mà. Cơ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, thế mày khai ra gì rồi? Nếu nó biết chuyện làm ăn phi pháp của chúng ta, thì cả lũ chỉ có nước chết. Đức khẽ cười, anh yên tâm, em ngu gì mà khai ra chuyện đó, em chỉ nói là chúng ta tụ tập đánh bài, nhậu nhẹt thôi. Rồi hắn bắt em phải diễn kịch, để bà con hiểu, không có chuyện ma quỷ. Cơ vỗ vai Đức, mày làm tốt lắm. Rồi Cơ căn dặn, giờ mày cho các anh em vận chuyển hết hàng hóa tới nơi an toàn, để tao nghĩ cách nghe cuộc đối thoại của bọn chúng. Sậy hiểu miền quê yên bình này không hề đơn giản, bên cạnh những người dân trần chất, hiền lành, còn là những kẻ thủ đoạn, đáng sợ. Thế nhưng Sậy vốn là người thông minh, rất biết cách sử dụng người vào mục đích của mình. Khi biết được bí mật của bọn chúng, anh có báo chuyện này với công an, hay anh sẽ biến Cơ trở thành tay chân của mình. Cơ sẽ giúp anh ra mặt giải quyết nhiều rắc rối. Chẳng biết rồi, với khát khao tiền tài danh vọng, Sậy sẽ dần lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi ra sao? Tới bao giờ, lương tâm anh mới thức tỉnh, giúp anh trở về với bản ngã lương thiện của mình? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây xem phim vui vẻ.